chưa? Ghê không? Ừ. Mà phải cá không? Không phải đâu. Đúng rồi. Đó, thấy chưa? Đâu mà nghe hay vậy? Đó, thấy chưa? Đó ha, ghi xuống ha. Ủa sao không để cá nhét vô đó? Đâu có, tại cá nhiều quá, chút xúc ra mất công lựa ra tính để ngoài luôn á. Nữa hả? Sử dụng được không? Dứt đi. Được hết á. Này biết gì không? Mới nhiều mình khó khô nữa. Dây rồi, tới ăn cá bự chưa ta? Cá bự hay bọc bự nha. Té ổ bọc rồi. Con cá mà hình như nó dính kế cái bao cái bọc gì. Thấy chưa? Ghê không? Ừ. Mà phải cá không? Không phải đâu. Đúng rồi. Đó, thấy chưa? Đâu mà nghe hay vậy? Đó, thấy chưa? Đó ha, ghi xuống ha. Cá bông lau ha. Sử dụng cái vợt coi nhí. Gắn lên. Quá trời ơi, tới lần một rồi. Bọc đi có bài rồi. Nó dính lên gấu câu làm ăn em trời. Trời ơi, chạy ra, chạy ra, trời ơi, chạy ra. Nè. Tưng tưng rồi đó. Đó. Đúng rồi. Cảm giác đã thiệt cả nhà. Rất là đã. Đây lên giờ cho. Lần này thôi, để em, để em. Đấy. Thôi, ơi. Để em, để em. Đâu không tin tưởng. Trời ơi, ngồi gấu. Anh đụng nhẹo cái treo diều ngồi gấu một buổi đó anh. Lần này tao không có làm gì không đó. Phải chuyện đùa đâu anh. Dạ anh ơi. Đó kìa. Ủa bọc anh ơi. Đó, cái nền đây. Phải mạng ta. Chắc nó quá. Nghe thầy à. Thuốc này bọc dữ ha. Dữ thiệt chứ. Nghe giọt mà. Đó, con này trọng trọng rồi nè. Vô. Lý nè. Mệt nè. Mệt chưa? Thay người đi anh lại kéo trâu cho. Mệt rồi đó. Thế. Xin lời thường quay nha.
đâu có, em quay sau hồi về là sáng giờ cậu thấy xà lan chạy đâu, không thấy anh Tùng cuốn câu đâu. Giờ này cũng không thấy xà lan nổi đâu, xa quá tới Hồ Hòa. Có bằng ngày không chừng gì thấy cả. Em cuốn chắc cuốn tới nước lớn luôn mà. Cuốn câu quá dễ dễ mà. Câu này nghe hiệu mà đâu phải như câu ốc đâu. Câu ốc cũng nặng lắm. Gạch dằn nó dày nè. Mà dăng được ngâu nó hẳn nó mới có nhiều nữa. Cái này 25 lữ, câu ốc có 12, 15 lữ hả. Ủa sao quay đây bị lộn khứa bên vậy ta? Cái đèn xanh mất tiêu rồi. Tiêu rồi. Cãi nó đi. Đâu đó đó. Chiếc này không mất đèn đâu sợ. Đâu đó thôi. Nhiều khi sóng nó đánh lật cái đèn á. Làm cái miếng mút nhỏ cái sóng đánh lật cái đèn. Làm cái miếng mút bự á thì nó dễ dính lục bình. Rồi. Mốt mình có cách nào không ta? Xuống lỗ sâu rồi đó. Xuống lỗ cá bố mẹ. Anh thấy rồi. Thấy rồi. Thấy đèn rồi, thấy đèn. Xin lỗi cá bố mẹ mà chưa thấy cá bố mẹ đâu. Cá bố mẹ nó nằm đâu cái lưng bên đó đó. Ừ. Tại hồi đó quét cá sủ là quét bên đó không á. Ừ. Nằm giữa sông và bán đó. Hên quá bữa nay mình được về sớm. Bữa nay mình được về sớm hơn mọi người à. Bữa nay về sớm mà chở thức chảy. Rồi sao? Dạ, dạ bằng cá. À, giờ này phải thức dậy mần hả? Ừ. Chạy có câu làm ăn dính để con cá su bự bự đó nghe đâu đi câu giờ mà ăn dính ăn nhát à. Vậy cá úp luôn. Cục gạch hay con cá nha. Cục gạch đó. Bột đâu mà lắm bột không biết. Rồi dính bọc dữ lắm, cái gì đừng câu nó nặng dữ hẳn nha. Ừ. Chắc đầy xuồng luôn đó. Cuốn câu còn hên hai cuốn cái nào luôn nè. Càng xuống đây bọc càng dữ ha. Mà không thấy cá nào chạy chứ. Tức quá, như mệt. Không như mệt, em như mệt. Em mệt. Đó, có cá chạy chạy chừng như mệt. Có cá chạy liền. Có gì đó nữa không? Có chứ. Làm phép hả? Làm phép ta. Ngồi cuốn lưới đau lưng. Ngồi gỡ cá đau lưng luôn á. Ừ. Hồi nãy dính cái ốc nó không có nhiều. Cá út biến sao nhiều không? Hồi chiều bữa xả lưới, bữa cặp bè. Dính được hai con cá sáng. Ừ. Đóng cá út luôn. Xả lưới thôi cũng dính cái út nữa, đừng nói tới làm gì. Chăn cá sấu bự bự vậy không đỡ quá. Ừ.
Nay có mấy con phía sau này bự. Đầu tiên dính mấy con gì đắng đắng anh thắng không. Chết mất gốc. Dạ? Mất gốc. Ông của ông mà. Nó trời xuống mất gốc này. Nghỉ chưa được 5 phút nữa. Kỳ ta. Nó chùi cái nó trời xuống. Tới bầy nữa coi. Mà thường thường vậy đó. Em giật theo cái nó không có dính đâu. Bỏ cái giật nhà cái rồi hư hình. Nó cứ vậy không đó. Bởi kêu để giật ở sao đi, ông làm phép. Ông làm phép hay lắm. Đâu có, người ta là vậy thôi chứ đâu có nó dính đâu đúng không? Phải cho nó đụng nước chứ nè. Ơn cái ngát cái đuôi dài thòn. Trời ơi, rồi. Dính con cá bự thiệt rồi anh ơi. Gì? Dính con cá bự rồi nè. Thấy không? Thấy. Chuẩn bị nha. Thấy. Cả nhà mình chuẩn bị xem con cá bự. Mình đánh cối thôi trời, mà chi cả nhà chứ trời. Vậy chứ cưng con cá bự anh mới mời chứ. Không có là biết tay. Có. Tin em đấy. Trang bị đèn đầy đủ nè. Cười gì không? Em vui thì em cỡ. Hỏi ngộ. Nó thôi à, con này còn sống nè, thấy chưa? Sống cá bự đó, từ từ không phải đâu, mẹ của con đó mà không, mà cái nét thì nó giọng hô bà con. Cái nét là giọng hô bà con cá sủ chứ mới nghe. Nguyễn nó chung xuồng là giọng hô bà con à. Nó lên xuồng, nó lên chung một cổ là anh em một nhà. Anh thấy nó rung đường câu đó, đó. Dữ lắm. Chắc cá sủ nó không rút rồi. Đó nè. Xúc luôn nè, khai trương giật luôn nè. Đó, xúc ra. Vô, cái ngắn nè. Vô. Ai ai ai. Nó thấy chưa? Khai trương cái giật luôn. Ừ. Nhưng không phải con này hay gì đó. Nghe kỹ cái đó. Khai trương cái giật luôn. Vậy cho chắc. Đó. Có xúc liền. Ừ, cộng dây. Nè né nè. Cộng dây nó giật. Nè dở lên cái xúc cái nữa nè. Nó còn nè thấy chưa. Vậy là hai con nó chặn lượt hay gì vậy? Hay là con cái này nó bự hơn. Nó dính theo nguyên cái bọc trầm bá hay gì nặng chứ. Trời ơi, cái út mà nó chạy dữ vậy anh Đồng. Con cá nó quắn vô cái bọc hay gì nặng dữ vậy ta. Anh đang chờ đợi con cá bự nha. Hình như ơi. Trời
thấy chưa? Quyết lắm mà. Trời ơi con cá. Mới thấy à. Mới thấy vô con cá cái bọc gì à. Kỹ thuật cuốn cầu quyết cá dính dưới cái bọc luôn thấy không? Trời ơi mới thấy lần đầu tiên. Chà, bình thường anh văng trên cái kè tránh con cá lại chứ nó kèm với cái bao cát không á. Lúc mà cái kè đó nó mới làm á, khúc đằng đó đó. Ừ nó kèm với cái bao cát á. Vô à, hãy vô giò là à, ổng à, ổng à. Rồi, mất gấu luôn nè. Lên nè. Đó. Văng cá ngát mà chưa dính cá ngát bự nữa ta. Đó, trời nó ăn cái gì vậy? Chưa nghiên cứu ra nữa. Đó, được mấy con cá ngát rồi nè cả nhà ơi. Nó có phèn đó. Nó dính con gâu nó đó chứ không phải dính lưới câu đâu. Nó ừ xảy đó. Rồi nhưng mà nó quắn cái gâu nó lại. Thường thường mấy cá phèn vậy đó. Cái gâu của nó xe vô con dây viện. Bởi vì gâu dài quá cũng khổ ha. Ừ. Chọn con tôm thì nó bị cái cạn. Thôi. Chuyên văn câu là dính cái cạn không gào thì tới công chuyện. Bữa nào cũng gặp thứ dữ này chứ hên, ha. Con này về nó không có xe nhiều. Bữa nào cũng gặp thứ dữ này chứ. Cái gì vậy? Không có cảm giác gì vậy? Nó lý á cá bự á nó giật xúc á con này lên này cỡ nào cũng xúc nè thiệt xúc luôn không xúc luôn sủ cũng xúc luôn á chứ cá này cá ngát hay gì nè không phải sủ đâu mà nó không được bự thôi. Xúc như thầy Đạt hồi đó vậy hả? Cái bào thịt là đâu có xúc nữa. Hồi đó nhỏ nhỏ em là kêu cầm dao khủi cho Đạt cái bào thịt là hết hồn xúc luôn. Chạy ngay với ta, gần tới rồi đó, gần tới rồi đó. Xúc anh Tùng, thủ giả anh Tùng. Xúc hẹn cho bộ chạy. Bự nhỏ không biết mình xảy cá này là ba xị nha bà con. Gì 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 ghê vậy. Bự nhỏ không biết mình xảy cá là ba xị. Thôi chưa. Coi nè. Rồi thôi anh ta, anh thủ cứ nhắc luôn rồi nè. Nè, anh phải đứng ở đây nè, anh mới xúc tới chứ. Tới. Tới không? Rồi. Ok. Tới. Mẹ trời.
Ai ai bậy gà ngang đi. Quá xịn. Vô rồi anh ơi, vô rồi, vô. Rồi để đây đi. Thì em với mình xử lý. Còn trả nha. Còn. Bởi nghe nó bài xị mặn quá nên kêu hơi xúc. Cho chính xác. Đây kêu xúc thiệt. Ôi trời. Giỡn đâu. Dạ. Để xuống đi mấy con. Để xuống đi. Con này làm như trọng hơn mấy con kia nha. Ừ. Bởi vậy cái con cá mà anh xúc mà đâu có vừa được nhỉ. Vậy mà nó xảy tới. Sao con cá đó tính ra là chưa được trong ngàn xảy cái hoài. Trời trời vậy mà nó không xảy. Tức. Nó thấy không? Bự hơn ta rõ ràng. Sao xảy được? Sao xảy được em? Quên giờ nãy phải lấy gỗ xúc mới xảy. Có vợ. Mà không có vợ kêu tù lấy gỗ xúc được rồi. Ủa chai kèo này được ta. Dìu quá giật lên nữa quá. Trời ơi cái tịch lấu. Ôi ôi cái tịch lấu quá vậy. Đây ngồi xuống nè. Ngồi ở bành kilo ha. Cũng để nó xuống đây thôi nhé. Ừ. Để nó dưới đi. Quá đẹp. Con này bự á. Mình khó bắt nó lắm rồi nè. Mình nhờ có cộng dây tóm nè. Mới bắt nó được thôi. Chứ con này nó trơn như con lươn vậy đó. Quá đã nha. Thôi sao đâu tới đầu phao rồi hết sao bắt cóc rồi. Cái phao còn là được ha. Nhân này đã đi văn câu ốc dồi mà qua thấy được cái phao là mừng hơn má đi chợ về nữa. Tại văn ở câu ốc dồi dễ bị mất cái phao lắm. Tội ngâm lâu quá ha. Ừ. Mà lôi lên được tới cái đường câu còn mừng hơn nữa. Thường thường là nó cái nước nó chảy ra lắm, nó cài dính cái ngặt không à. Rồi xong cái tới đứt câu mà gạ dính đường câu mà lôi lên được tới cái xuồng là cả một vấn đề luôn. Ừ. Thường thường là anh lôi lên chừng còn 5-7 ế sải nó nhanh lôi hết nổi tại đường câu nó căng quá. À. Ủi hên thì nó lên còn không à, xui thì nó quát bo gà còn không nó đứt đường câu. Câu này thì nó dễ rồi, tại vì gạch dằn nó thưa nó bồng 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 ở trên không anh gà dễ dính dễ lôi lên nữa nó nhẹ. Ừ. Hết cái gì vậy còn cách tực tực không à. Tính ra bây giờ ha tiền bạc khó kiếm ha, đâu có ẩu nữa. Hồi xưa mấy cá đó đời nào mà cầm tới cái giận còn cần ký ký ngoài còn không có xúc á, nó dở lắm đúng không à. Còn bây giờ con ấy lớn nó là phải xúc mới được. Chứ cá nhiều cái có khác liền ha. Ừ. Hồi xưa hả cá hú qua xa dở lên xích hoài á, biết vậy mà dở hoài vậy đó cãi. Còn bây giờ kiếm con không ra xích con này còn có khác không sao hả. Ừ. Anh hiểu cái tâm lý đó, đời nào thời nào theo thời đó. Hồi xưa đi văn câu còng với anh hai anh hỏi coi cái đục xuồng của em mới lớn đó, để một cái là khô nước đục không đó, y như cá xác cá uống vậy đó. Ừ. Bữa về chút giặt đầu cái hào đó chút giặt cái nồi nó bánh tét á. Ừ. Mười mấy hai chục hai mấy ký mà ngặt cái thời đó, nếu mà cá nhiều như vậy thì nó sẽ không có giá bằng. Ừ. Giờ ha, so với cái tầm giá hồi đó cá bự có 70.000 ký chứ nhiêu, hồi thời em mới đi văn câu á. Ừ. Trời ơi lên cái neo mà tưởng cá một đứa nó chạy không hết hồn chứ, tưởng dứt dắt cứu chó con cá khổng lồ chứ. Vậy là dính kéo lên cái neo à hả? Ừ, cái neo nó tột, hết câu nó lôi. Không mà đường câu hôm nay rất là thành công. Thế nó đi mới thành công ha Nhi. Ừ. Đâu đâu hất bại hoài vậy. Hồi chiều
đâu có mọi bữa cái quán cháo đó chiều nay tê đi khai thác điểm mới cái giờ em không nữa ha. Bữa nào em nói chừng nào xiên thai gấu câu này mà biết nào mà ở không là tăng thai. Thay gấu câu này ra là mình văng hai gỗ nè. Trời chết chắc cú chót nó coi có phèn. Mừng quá. Tưởng nó hết à? Tưởng nó hết rồi. Giờ này dính con mượn con đó. Gấu câu này dây nó bự quá mà chiếm diện tích cây gỗ quá. Lại dính con nữa ta. Hết rồi. Hết câu à. Lên cái neo rồi cả nhà. Mà thăm xong đường câu rồi đó. Neo, neo neo nhỏ nó cài quá, giết bình cái neo bự hơn anh. Rồi giờ mình vớt cái phao quấn dây nữa là xong. Chưa, đoạn đường về nhà nó còn xa lắm. Anh nhìn nè, ở đây lên bè mình nó xa lắm. Rồi xong từ bè mình về nhà nữa. À, như Tùng đã giới thiệu ban đầu á cả nhà, thì em nhí mình hồi nãy có đi nhân ca lưới á. Rồi giờ này cá út nó nổi bụng quá chừng rồi. Cho cả nhà coi lên lần nữa nha. Khui. Cá út nó nổi lên trên nè, cá sát nó còn mạnh như vậy. Cái xác thanh kiều, có mấy con thanh kiều rồi. Trời ơi, nó đầy đục luôn rồi nè cả nhà ơi. Đầy một đục luôn á. Quá đã. Có hai ba con thanh kiều gì bằng cụm tay. Cái đó nấu hình chùa ăn, cái gì chịu nổi thanh đồng. Thanh kiều đó, như chừng 3-4 con là nguyên cái nhà ăn luôn rồi. Thì ở đây mình được, ở trong đục mình còn con cá nhát nữa nè. Tay con nhát đầu tiên mình thấy vô. Ở ngoài này mình được 4 con cá nhét nữa. Coi như hôm nay mình được 5 con cá nhét. Có. Ôi ôi, cái trạch lấu nó bự. Hết sức thiệt chứ. À, con trạch lấu á cả nhà. Khi mà nó ăn câu nuốt lưỡi á, thì mình không có gỡ ra được. Mình cắt dây. Mình cắt dây thế vậy tới sáng á. Từ đây tới sáng có thể là nó nhả cái lưỡi ra được. Nó hay lắm. Mấy con này á, mình gọng nó trong cái đục xuồng nè. Hoặc là mấy xô. Mình không có đục đồ gọng nó trong cái gì gọi là cái gọng nữa. Cái gọng lưới thì nó chen lắm. Con này nó hay. Tài nghệ. Tính ra nó có tài nghệ hay chứ. Kỳ thực nó có thừa luôn. Ừ. Cái màu đẹp quá. Để coi, đây là phần cá trong đục với lại cá nhét ở đây. Hồi cá nhét cũng để vô đục. Đây là phần cá sủ nè. Cái sủ này nhiều nha nhí. Cái này dù sao nó cũng được mấy con bự lắm. Ây da, cái nào. Không, bây giờ đếm sơ sơ đi. Bây giờ đếm hết lâu lắm. Nhiều quá mà. Không, để anh độ đi. Nó cũng khoảng cỡ 15. 1, 2, 3, 4 rồi. Cỡ 17, 18 con cá sủ á. Với lại đầm khoảng chắc cỡ chục cái phèn nữa hả nhỉ. Chục cái phèn nữa. Xây xích 8, 9 con, chục con gì á. Gỗ này. Gỗ này có 5kg rồi ta. 4-5kg gì á. Nhờ được mấy con bự bữa nay em nhí mình qua sông Tiền săn bắt thành công tốt đẹp cả nhà ơi. Nay đường câu cũng trúng mà được lưới cũng trúng luôn. Rồi chúc mừng em nhí mình nha. Vậy rồi đã xong buổi thăm câu rồi cả nhà ơi. Giờ anh em mình về xem video. Cả nhà có yêu mến anh em mình, mong cả nhà cho Tùng một nút like và một đăng ký để ủng hộ tinh thần anh em mình ra những video tiếp theo. Còn bây giờ thì anh em mình về. Tùng kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay nha. Tùng và em nhí hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo.